Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục đưa cô chú anh chị đi thăm khảo sát những hộ bà con mà không có nước sạch sử dụng. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi 8 hộ ở tại huyện Long Phú của Sóc Trăng. Thì 8 hộ này là đều được cô chú Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho 8 cây nước sạch. Mỗi cây nước sạch là giá có 6 triệu đồng. Thì bao gồm là mình khoan cây nước, lắp đặt ống và motor luôn. Dạ, thì Yến cũng xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ những cái cây nước sạch rất ý nghĩa cho bà con sử dụng. Nhưng mà trước khi mà đi khảo sát 8 hộ bà con mới thì mình sẽ quay lại bàn giao thêm một cây nước. Mà tại ngày hôm trước thì Yến có làm bàn giao một số cây nước, nhưng mà có một cây thì bị trục trặc, chưa có bàn giao được. Thì tới ngày hôm nay thì đã xong rồi, cho nên là Yến sẵn đi bàn giao luôn trong cái ngày hôm nay. Dạ thì cây nước ngày hôm trước mình chưa bàn giao được là hộ của bà Sơn Thị Phon, thì được cô Kiều Lê bên Mỹ thì giúp cho cây nước cũng 6 triệu đồng. Dạ mình sẽ bàn giao cái cây đó xong rồi bắt đầu mình đi 8 hộ mới. Thì 8 hộ mới như nãy Yến có nói là ở huyện Long Phú, thì cái khu vực này là bà con chủ yếu là xài nước sông, tại vì có những cái sông đi qua. Nhưng mà Yến được biết là khu vực này thì gần đây thì cũng có một cái nhà máy, thì bà con xài nước sông này rất là ô nhiễm, tại vì nhiều khi nhà máy người ta cũng thải cái chất thải ra đó, thì xài cái nước này là rất là không tốt mà ảnh hưởng sức khỏe nữa. Và cho nên là nếu mà được giúp cây nước thì bà con rất là mừng. Sau đây Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình đi bàn giao cây nước và đi thăm thêm 8 hộ bà con nha. Dạ. Dạ con chào hai bác. Dạ. Hôm nay con lại bàn giao cái cây nước. Dạ. Hôm bữa con có đến báo ha. Dạ, dạ. Bữa giờ cây nước xài được chưa bà? Xài được rồi. Được rồi ha, mạnh được không? Chứ. Mạnh rồi ha. Dạ. Dạ. Hôm bữa con có báo với bác là cây nước là được cô Kiều Lê ở bên Mỹ tặng. Dạ. Cho mình cây nước 6 triệu ha bà ha. Dạ. 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 Với lại hôm nay có chú Hùng Huỳnh ở Mỹ tặng cho bột lạp xưởng cho gia đình mình ha. Dạ. Ôi vậy tôi cảm ơn nhiều, không biết có gì mà đền ơn lại. Dạ. Dạ. Có cây nước để xài rồi ha. Dạ. Bà ha. Dạ. Bây giờ ở trên sông có xài nước không à? Xài nước sông không à? Dạ. Rồi cháu tôi lội qua lội dịch đó. Bây giờ nó ngứa đầy mình hết luôn á. Nước sông nó ngứa quá ha. Dạ. Bây giờ có cái nước này xài mình tắm rửa đồ này nọ nó sạch sẽ hơn. Dạ. Ha bà ha. Dạ. Rồi dạ. Vô chổng cho con mở coi rồi ha. Dạ. À, để sau nhà ha. Hôm bữa con lại thấy chưa có lọc ton, bữa nay lại lọc ton rồi ha. Mới lọc ton mới rồi. Dạ. 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 Mở đi coi. Dạ, mở dạ. Coi. Dạ. À, cây nước là để ở đây ha bà ha. Dạ, dạ. Cô ơi cô mở giùm con cái nha cô. Dạ. Dạ để con mở cho. Dạ. Dạ dạ để con mở. Còn đồ chưa dám. Dạ. Dạ đây cô chú anh chị cây nước nhà của bà bác nè. À, rất. Dạ cây nước này. Đây. À, nước cũng rất là trong rất là sạch. Dạ. Dạ. À, dạ để thao thử thôi bà. Dạ 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 rồi. Dạ cô chú anh chị thấy nước đó cũng rất là trong rất là mạnh. Dạ trong rồi hả bà ha. Dạ được rồi hả bà. Dạ 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 rồi. Dạ dạ con chào bà. Dạ bà tên là bà Nguyễn Ngọc Trầm phải không bà? Võ Ngọc Trầm. À Võ Ngọc Trầm. Dạ. Dạ bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 85 rồi con. 85 rồi ha. Dạ. Bà ở chung với ai? Ở chung với thằng đó đó. Thằng con trai. Bà ở chung. Bà ở chung với người con trai ha. Dạ. Nó đi mặn nó mới về đó. Dạ. À, con nghe nói ở đây là gia đình mình không có nước sạch xài ha bà ha. Dạ. À, bình thường mình xài nước gì bà? Trời ơi bác xài nước sông không à? Xài nước sông không à ha. Ừ, dạ. Với nước mưa đó rồi mình hứng uống đó. Dạ. À, bữa nào có mưa thì xài mưa, mưa không có mưa thì xài nước sông. Dạ. À, bữa nay con đến thăm gia đình mình thì con có tin vui muốn báo cho gia đình biết, đó là được bé Rachel MS Bean ở bên Mỹ thì tặng cho mình cây nước sạch 6 triệu đồng để cho gia đình mình sử dụng ha bà ha. Ừ, dạ. Ơn. Dạ. Dạ thì để hôm sau con kêu thợ vô rồi phan cho bà để cho gia đình bà sử dụng nha. Dạ. Dạ. Tôi cảm ơn Mạnh Đồng Quân nhiều lắm. Dạ dạ rồi. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô là cô Nguyễn Thị Xíu hả cô? Dạ. Ha cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 62. 62 rồi. Dạ nhà cô con nghe nói đông người hả, có bao nhiêu người? 7 người. 7 người đó. Dạ. Là cô chú hả? Dạ, ổng Phạm Nhân Chính. Dạ. Dạ rồi 5 người con mấy người? 5 con 6. Dạ. 5 người 6 người mà nó có vợ riêng lâu rồi. Dạ. Còn 5 dạ. người 5 người với đứa cháu ngoại là ở chung hết nguyên gia đình đông vậy. Dạ. 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 Con nghe nói đây mình không có nước sạch để xài hả cô? Xài nước xong rồi. Dạ, chưa có tiền hả? Chưa có tiền gì làm nước ha. Dạ bữa nay con đến thăm gia đình mình thì con thông báo cho gia đình được biết là có cô Hoa ở bên Úc thì có giúp đỡ cho mình một cây nước sạch là 6 triệu đồng. Dạ thì cái này hôm sau con sẽ kêu
thợ vô khoan cho gia đình mình hết cô ha. Cái này là của cô Hoa ở bên Úc giúp nha. Vậy gia đình tôi xin cảm ơn mạnh thường quân của cô Hoa bên Úc. Dạ. Thành thật cảm ơn. Dạ. Rồi dạ, vậy để hôm sau con quay lại rồi khoan cái nước xong rồi con quay lại bàn giao hết cô ha. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình cây nước để xài chứ để xài nước dưới sông hoài. Dạ, dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô là cô Nguyễn Thị Đào hả cô ha? Dạ. À, cô ở sống với ai vậy cô? Cô sống hai vợ chồng rồi. Hai chồng không có con hả? Có đứa con mà đi làm xa rồi. Dạ. Hai chồng rồi. Ông chồng thì ông bệnh tim nó không bằng gì được đâu. Dạ. À, con nghe nói ở đây là mình không có nước sạch xài hả cô ha? Không bình có. Thường cô xài nước nào? Xài nước sông, xách sông lên xài. Dạ hả nhà. À, bữa nay con đến thăm cô thì con có tin vui muốn báo cho cô biết là được cô Trúc Linh ở bên Canada có tặng cho mình một cái nước sạch là 6 triệu đồng. Dạ. À, này để hôm sau con kêu thợ vô và phan rồi giúp cho mình sử dụng hả cô ha? Dạ. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho cô nha. Không có bao nhiêu. Dạ. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ cho con xin hỏi thăm đây phải hộ của anh Nguyễn Văn Tre không chú? Dạ. À, ở đây hộ anh có mấy người ở chung anh chú? Bốn người. Bốn người là kiểu hai vợ chồng hai đứa con. Hai đứa con. À chú là ba của anh Tre ha. Dạ. À con nghe nói ở đây là mình không có nước sạch sử dụng chứ. Không có xài nước sông. Nhà cả gia đình xài nước sông ha. Sông dạ. Thì hôm nay con đến thăm gia đình thì con cũng có tin vui báo cho gia đình là được vợ chồng chị Thu ở bên Úc thì giúp đỡ cho mình một cái nước sạch là 6 triệu đồng để cho gia đình mình sử dụng. Cái này là của vợ chồng chị Thu ở bên Úc gửi tặng. Dạ. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi cho đóng cho nước để xài với mấy chiếc sông hoài xài nó dơ quá. Hồi đó tới giờ không có nó không có cây nước. Dạ. Thì xài với sông không à. Dạ, vậy để hôm sau con kêu họ vô khoan cho gia đình mình sử dụng ha chú ha. Cảm ơn. Dạ, dạ, rồi, vậy con xin phép để bữa sau con khoan xong con sẽ quay lại thăm gia đình ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ. À, chú là chú Lê Văn Thang đúng không chú? Dạ. À, hộ nhà mình là có mấy người vậy chú? Có ba người, hai vợ chồng với đứa con. Hai vợ chồng với đứa con. Dạ con nghe nói ở đây mình không có nước sạch xài hả chú ha. Bình thường mình xài nước nào chú? Tôi xài dưới bến dưới sông. À dưới nước sông ở dưới ha. Dạ. Thì hôm nay con đến thăm gia đình mình thì con có tin vui muốn báo cho gia đình biết là được hai Mạnh Thường Quân là ở chợ Bà Chiểu thì có gửi tặng cho mình một cây nước sạch là 6 triệu đồng để cho gia đình mình sử dụng ha chú ha. Trước tiên tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn với cho tôi cái nước, xin chân thành cảm ơn. Thì để hôm sau con kêu thợ vô rồi phan cho gia đình mình sử dụng ha chú ha. Rồi còn bữa sau con quay lại nhà mình có điện rồi ha. Dạ con chào bà. Dạ ba là bà hộ Lê Thị Tím đúng không bà? Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Tôi thì 78. Con nghe nói ở đây là bà không có nước sạch xài ha, bình thường bà xài nước gì vậy bà? Xài nước với mưa nó không mà bây giờ xài nhờ bên gõ sáu chồng nó. Bây giờ họ xài cái nước bên đây xong rồi xin nước bên kia người ta xài nữa ha. Bà ở một mình hả bà? Mình anh thôi. Mình anh bữa nay con đến thăm bà thì con có tin vui muốn báo cho bà biết là được cô Kiều Lê ở bên Mỹ thì tặng cho mình một cây nước sạch để một cây nước sạch là 6 triệu đồng giúp đỡ cho bà ha bà ha. Tôi nói chuyện với cô, tôi từ hồi tôi sáu mấy tuổi tới giờ tôi tinh sinh sống gần các bạn. Người cho gạo, người cho muối, nước mắm, đường, xà bông, bột ngọt gì. Vậy tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân cho tôi cây nước tôi mừng. Để hôm sau con kêu thợ vô và phan giúp cho bà cây nước ha bà ha. Này của cô Kiều Lê ở bên Mỹ tặng cho mình cây nước 6 triệu đó. Rồi con cảm ơn bà. Con chào bà. Bà tên là bà Nguyễn Thị Hồng ha bà ha. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 70 rồi, sống có mình rồi ha. Bình thường con nghe nói bà xài nước sông hả? Rồi hôm nay con đến thăm bà thì con có tin vui muốn báo cho bà biết là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà một cây nước sạch. Đó là của cô Mạnh Thường Quân ở KCMO, cô ở bên Mỹ. Cô giúp cho bà một cây nước sạch là 6 triệu đồng hả bà ha. Để cho bà có nước sạch sử dụng. Này là của cái cô bên Mỹ cho bà ha. Cảm ơn. Để hôm sau con kêu thợ vô và phan giúp cho bà nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Nhà mình có điện ha bà ha. Cũng nhà nước cho đó. Cái này cũng nhà tình thương người ta cất cho mình đó đúng không? Mới cất mấy tháng nè. Nhà mà bây giờ chưa có nước xài. Em chào chị. Chị là chị Nguyễn Thị Trinh đúng không chị? Nhà mình có mấy người chị? Bốn người.
hai vợ chồng, hai đứa con. Dạ. Em nghe nói ở đây mình không có nước sạch xài ha. Dạ, không xài nước sông. Dạ. Hôm nay em đến thăm gia đình mình thì em có tin vui muốn báo cho gia đình biết là được nhóm các mạnh thường quân là bao gồm có chú Đức Giang và cô Đái Nà Giang, cô Cẩm Giang, chú Kiến Giang, chú David Diệp ở bên Canada có tặng cho gia đình mình một cây nước sạch là 6 triệu đồng để cho gia đình mình sử dụng ha chị ha. Cái này hôm sau em sẽ kêu thợ vô rồi phan cho gia đình mình. Em xin cảm ơn mạnh thường quân và giúp em cái nước sạch em xài. Thì để hôm sau em kêu thợ vô rồi phan cho mình ha. Nhà mình có điện không chị? Dạ câu đuôi luôn. Câu đuôi ha, nhưng mà có để xài đúng không? Dạ có xài câu đuôi bà chồng. Bà cho câu đuôi chứ hai chồng nghèo rồi mà cũng không có tiền đâu đó. Bây giờ vô điện á thì cũng mấy triệu bạc rồi không có tiền. Câu đuôi của nhà mẹ chồng ha. Dạ câu đuôi nhà mẹ chồng. Dạ thì có gì để hôm sau em kêu thợ vô phan, tại mình có điện thì mình mới xài được ha chị ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình đã đi khảo sát thăm 8 hộ bà con mà không có nước sạch sử dụng. Thì đa số bà con ở đây là chủ yếu là sử dụng nước sông. Tại vì khu vực này thì có một cái con sông nó băng ngang qua, cho nên là bà con là sử dụng nước sông không à. Thì hôm nay là được sự giúp đỡ của các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con. Bà con rất là mừng và xin cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con những cây nước sạch rất ý nghĩa. Thì sắp tới Yến sẽ kêu thợ vô để khoan cho gia đình các hộ bà con sử dụng, rồi sau đó Yến sẽ quay trở lại để bàn giao. Do là bây giờ là bắt đầu mình vô mùa mưa cô chú anh chị, cho nên là khi mà cái vấn đề mà vận chuyển vô để khoan thì nó bắt đầu hơi chậm một chút, thì mong cô chú anh chị thông cảm. Nhưng mà sắp tới thì Yến vẫn còn nhiều hộ và số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân gửi quỹ cây nước cho Yến là Yến sẽ vẫn tiếp tục đi khảo sát thêm nhiều vùng nữa, tại vì còn rất là nhiều bà con là không có nước sạch để sử dụng, đều nhờ cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thì bà con rất là mừng. Và một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.